Chiều ngày 28 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận tổ chức họp nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Lê Toàn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của quận cùng các cơ quan đơn vị liên quan và các phường. Ngay sau khi nhận được thông tin về 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 trường hợp là mẹ và con ở số 7/42 Phan Trứ, phường Lãm Hà có tiếp xúc với F0 NVCV ở quận Lê Chân. Một trường hợp F0 về từ thành phố Hồ Chí Minh đến trọ tại nhà trọ Trường Anh, phường Lãm Hà. Phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng của quận nhanh chóng khoanh vùng phun khử khuẩn, phong tỏa truy vết những trường hợp có liên quan. Đến ngày 28 tháng 11, đã truy vết được 17 trường hợp F1 và 82 trường hợp F2. Trong số 82 trường hợp F2, có 4 giáo viên và 41 học sinh trường trung học cơ sở Đồng Hòa. Quận đã chuyển danh sách các trường hợp F1, F2 địa bàn khác cho các quận huyện điều tra truy vết, đồng thời thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp F2, ban hành quyết định phong tỏa 7 gia đình ở ngõ 42 Phan Trứ, gồm 20 nhân khẩu. Phường Lãm Hà cũng đã ban hành quyết định phong tỏa 5 hộ gia đình có trường hợp F1 gồm 19 nhân khẩu. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 11, quận cũng đã tổ chức việc tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 4.000 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là việc truy vết các trường hợp có liên quan. Sau khi nghe ý kiến trao đổi của đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng chí Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận, các đơn vị liên quan và phường Lãm Hà, đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đề nghị phường Lãm Hà tiếp tục tập trung rà soát truy vết các trường hợp liên quan đến 3 ca nhiễm COVID-19 mới phát hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành y tế của quận, nhanh chóng làm xét nghiệm các trường hợp F1, F2. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lãm Hà xem xét xử lý hành chính các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch theo quy định của pháp luật. Các phường phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo quận rà soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến học sinh giáo viên để có biện pháp quản lý làm xét nghiệm sớm. Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cũng lưu ý cần tiếp tục phải làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn quận về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cũng như việc khai báo y tế đối với người từ vùng dịch về địa phương. Quận cũng sẽ tặng quà động viên gia đình cán bộ chiến sĩ đang phục vụ cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Đại học Hải Phòng.